Đây là OnePlus 11, một chiếc điện thoại OnePlus có cực kỳ nhiều điểm hay ho và thú vị. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trên tay đập hộp review về sản phẩm OnePlus 11 này nhá. Sản phẩm OnePlus 11 này thì mình mượn ở bên cửa hàng IT Mobile. Nếu bạn nào quan tâm về OnePlus 11 thì có thể tham khảo bên này để có được một mức giá tốt nhất. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, đây là hộp của OnePlus 11 và như các bạn có thể thấy, OnePlus họ có một cái form hộp và dùng chung ở trên rất nhiều những sản phẩm. Đó là hộp màu đỏ và cái chữ đó chính là màu đen. Thì các bạn sẽ có chữ OnePlus 11 ở đây và ở phần mặt sau thì các bạn sẽ gần như là không có thông tin nào cả. Và ở đây thì bạn sẽ có cho mình option cấu hình. Thì với OnePlus 11, một điều mà mình rất bất ngờ đó là con này, cái option thấp nhất của nó cũng là một trong những cái option cao so với lại những dòng sản phẩm khác. Khi các bạn sẽ có RAM là 12 và bộ nhớ trong của nó sẽ là 256GB. So với lại những dòng điện thoại của nhà Xiaomi thì đây ở cái mức cái option là tầm trung và tầm cao rồi đúng không? Đó, và khi mà mở hộp ra thì bên trong OnePlus 11 ấy, thì các bạn sẽ có một cái hộp ở bên trên. Và bên cái hộp này thì nó vẫn không thể nào thiếu được cái dòng chữ là Never Settle. Và bên trong cái hộp này thì các bạn sẽ có đó là ốp lưng. Và ốp lưng của OnePlus 11 thì mình thấy rằng là làm cũng rất là chỉnh chu nha các bạn. Nó cũng tương tự như là con 10 Pro và có những sticker ở đây của nhà OnePlus. Đó, và mình thấy rằng là với chiếc ốp lưng và cũng như là những cái phụ kiện sticker này thì thực sự mình thấy rằng là OnePlus họ rất là chăm chút từ những thứ nhỏ nhất ở trên điện thoại. Và hãy nói về chiếc OnePlus 11 này thì ở đây các bạn sẽ có chiếc OnePlus 11 của chúng ta. Phiên bản mình có là phiên bản màu đen. Ui, nhìn được nhờ. Ngoài ra thì ở đây các bạn sẽ còn có theo như mình một cái combo phụ kiện, đó là cáp sạc và củ sạc. Cáp sạc thì vẫn sẽ là một sợi cáp USB Tu Type-C màu đỏ rất quen thuộc của OnePlus. Và thứ hai là củ sạc. Thì củ sạc của OnePlus 11 mình thấy rằng là nó sẽ sử dụng luôn cả công nghệ SuperVox của nhà Oppo. Và cái củ sạc này sẽ có nguồn ra là 11V và 9.1A. Như vậy là nó sẽ là 100W nha các bạn. Và cái kiểu hoàn thiện củ sạc thì cũng tương tự so với lại điện thoại của Oppo luôn. Ok, hãy đến với OnePlus 11 để xem là chiếc điện thoại này thì nó sẽ có điểm gì thú vị. Một trong những cái điểm mà mình thấy thú vị đầu tiên ấy, đó chính là OnePlus 11 nó có một thiết kế không giống ai. Nói về cái thiết kế này, nó đẹp thì chắc chắn là với một số bạn các bạn thấy rằng nó sẽ không đẹp. Còn nếu để nói nó xấu thì cũng không hẳn là xấu. Thì cái này sẽ tùy theo quan điểm cá nhân từng người. Nếu các bạn thấy nó đẹp thì các bạn sẽ thấy nó đẹp. Còn nếu các bạn thấy nó xấu thì nó sẽ xấu thôi. Thì với thiết kế của con này thì mình thấy rằng nó sẽ hơi bị gọi là sao nhỉ? Nó cảm giác là nó không được liền lạc và nó không được nổi khối cho lắm. Với cái phần cụm camera thì nó sẽ là một khối với lại cái phần khung viền của máy được làm từ chất liệu là kim loại và bao trọn lấy cái phần cụm camera ở phần mặt lưng. Cái phần mặt lưng của con OnePlus 11 thì nó sẽ được làm từ chất liệu là kính và đây sẽ là kính nhám, không bám lại mồ hôi dưới vân tay. Và thực sự mình thấy rằng cái khả năng làm kính nhám của OnePlus 11 thực sự rất là tốt các bạn ạ. Không hề bám một chút xíu mồ hôi dưới vân tay nào luôn. Và cái đen màu đen mờ của nó rất là lì, thực sự là rất là sướng luôn. Bên cạnh đó thì ở cái phần viền của chiếc OnePlus này thì mình thấy khả năng gia công hoàn thiện điện thoại của OnePlus cũng rất tốt. Gần như mình không thấy bất cứ một cái nếp, cái khoảng hở nào giữa cái phần mặt lưng và cái phần khung viền đó. Đây là điều mà mình đã thấy rằng trên con Xiaomi Mi 13 nó bị, nhưng mà trên con này không hề thấy một chút xíu nào luôn. Chứng tỏ rằng là cái khả năng gia công và hoàn thiện sản phẩm của OnePlus thực sự rất là tốt và cực kỳ chỉnh chu. Và một điều không thể thiếu ở trên điện thoại của OnePlus đó chính là công tắc chuyển đổi các chế độ im lặng. Thì đây là một trong những cái điểm đáng độc quyền ở trên những dòng điện thoại OnePlus. Và trên Android thì mình thấy rằng chỉ có OnePlus mới có. Cái này rất là hay và cần thiết trong một số cái trường hợp chúng ta sử dụng nhé. Với cụm camera này thì nó rất to bản ở cái phần mặt sau và các bạn sẽ có cho mình camera chính đó là 50 chấm và camera chính của nó sẽ là dùng cảm biến IMX 890 có chống rung quang học và cũng như là các bạn sẽ có camera ultra wide 48 chấm cũng là cảm biến của Sony và các bạn sẽ có camera telephoto là 32 chấm và cái telephoto này thì một chút thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nhé. Nhìn chung là cụm camera này nó rất là hầm hố. Và nói về cảm giác cầm nắm tổng thể của cả chiếc máy này thì mình thấy rằng là nó cũng không gọi là quá nặng đâu. Với kích thước màn hình lớn thì với cái tổng thể cầm nắm của sản phẩm này và đặc biệt là cái trọng lượng của nó chỉ khoảng tầm là 200g thôi thì với chiếc OnePlus 11 này nó khá là vừa miếng rồi và đặc biệt là nó không quá vuông giống như là những dòng điện thoại trong thời điểm hiện tại, nên đây là một thiết kế đẹp và mình thấy rằng khả năng cầm nắm của nó khá ok. Tuy nhiên thì với sản phẩm này nó không bố trí cái hệ thống loa ở phía trên và đọc đục vào cái phần
viền giống như là những dòng điện thoại đến từ nhà Xiaomi, đặc biệt là những dòng Pro của Xiaomi ấy. Nên là khi mà chúng ta sử dụng loa kép thì nó không tận dụng được hết. Về cơ bản thì nó vẫn sử dụng một cái hệ thống cụm loa thoại nằm ở phía trên và cái cụm loa nằm ở phía dưới. Ở dưới này thì các bạn sẽ có cổng sạc Type-C này, khe SIM và nó sẽ hỗ trợ 2 SIM và không có cái cam nhớ mở rộng như các bạn. Nói chung á là về tổng thể thì mình thấy rằng là con này khá là được. Còn đến với khoản màn hình, đây sẽ là một trong những cái điểm mình siêu thích ở trên con điện thoại OnePlus này. Với cái màn hình của em này thì nó sẽ sử dụng công nghệ là LTPO3 AMOLED, và với cái màn hình này thì khả năng hiển thị của nó rất chất lượng các bạn ạ. Độ phân giải của nó sẽ là 2K cộng và cũng như tần số quét của nó sẽ là 120Hz. Nói về cái trải nghiệm của mình trên cái màn hình này ấy, thì mình phải nói thật bạn luôn là cái màu sắc của nó hiển thị rất là sướng luôn ấy. Và nó rất là rực rỡ, đặc biệt là độ sáng của em này rất là cao. Tuy nhiên cái độ sáng của nó mình thấy rằng là nếu như các bạn muốn bật và bung hết được cái độ sáng của con này thì bắt buộc các bạn phải bật cái độ sáng auto đi. Chứ còn nếu như các bạn để cái độ sáng thủ công của chúng ta kéo như thế này thì các bạn sẽ không thể nào kéo hơn được. Mà nếu như bạn kéo ấy, thì nó chỉ lên được đâu đó 600-700 nit thôi. Còn nếu như các bạn bật độ sáng auto và chúng ta ra những cái khu vực mà nắng ấy thì nó sẽ búp được lên cả 1000 nit cơ. Về cái phần màn hình này thì mình rất thích ở một điểm nữa là cái phần viền màn hình của nó rất là mỏng nếu như các bạn nhìn về hai bên, tại vì cơ bản con này sử dụng công nghệ màn hình cong nên là khi các bạn vuốt từ những cái phần cạnh viền vào nó thật sự rất sướng và cho chúng ta một cảm giác rất là mượt. Nó khác so với lại những con điện thoại màn hình phẳng bây giờ. Thực sự mình thấy rằng đây là một cái điểm gần như là điểm cộng lớn nhất của màn hình cong. Tuy nhiên điểm trừ của nó là màn hình cong nó sẽ không được bền so với màn hình phẳng, và cũng như là màn hình cong này chúng ta sẽ rất khó để có thể dán được cường lực, và đặc biệt nếu phải dán thì bắt buộc chúng ta phải dán UV thì nó mới khít, chứ còn nếu các bạn dán cường lực bình thường thì sẽ là không thể nào bao phủ được hết cái màn hình này và nó sẽ bị bong bóng rất là khó chịu. Còn về phần viền màn hình, em này viền màn hình trên dưới cũng rất là mỏng này. Và đặc biệt nhé, với con điện thoại OnePlus này, một trong những cái điểm mình thích nữa đó chính là bố trí cảm biến vân tay của nó ở một cái vị trí mà mình thấy khá là hợp lý. Thường ấy, một số dòng điện thoại họ khi mà sử dụng màn hình cong rồi vân tay của họ sẽ đặt ở ngay dưới cùng, thường ở vị trí này, nhưng mà OnePlus đặt ở một cái vị trí mà mình thấy rằng là cũng rất là công thái, không đặt một phát là chúng ta có thể là mở khóa được ngay đó, không cần phải với xuống quá sâu. Và với cái phần đục lỗ của cái màn hình này thì nó cũng sẽ có cho mình cái camera selfie ở đây. Cái phần camera đục lỗ này thì nó cũng tương đối là nhỏ thôi, và camera selfie của nó sẽ là 16 chấm. Về phần mềm, với OnePlus 11 thì hiện tại nó đang chạy cho mình cái giao diện là ColorOS, và kể từ hình như là đời OnePlus 10 hay là 10 Pro gì đấy thì nhà OnePlus đã chuyển qua sử dụng cái giao diện là ColorOS rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì với cái giao diện ColorOS này thì mình thấy là còn có rất là nhiều thứ OnePlus ở trên đây. Ví dụ như một trong những cái điểm rất nhỏ nếu bạn nào sử dụng OnePlus sẽ biết là cái chữ ở cái phần đồng hồ màn hình màn chính này đó, thường OnePlus sẽ có một chữ đỏ và chữ trắng, thì đúng như vậy các bạn ạ. Và thực sự là cái giao diện ColorOS mới và cũng như là được trang bị trên OnePlus này đã có rất là nhiều điểm mà đã hai hệ điều hành là ColorOS và OnePlus đã học hỏi với nhau. Nói về cái độ mượt này, nói về cái trải nghiệm sử dụng thì mình thấy rằng cực kỳ ngon luôn, và thậm chí đây là một cái phiên bản nội địa nhưng mà các bạn vẫn có thể cài được gần như đầy đủ những thứ chúng ta cần. Và Google Play thì mình vẫn có thể cài được từ file APK, phải nói rằng là cực kỳ đơn giản luôn đấy các bạn ạ. Đó, nó không hề bị hạn chế mở một chút xíu nào hết. Nói chung là khi bạn sử dụng điện thoại của OnePlus thì gần như là cái phần mềm là một trong những thứ rất tuyệt vời. Mua máy nội địa nhưng mà full tiếng Việt, và thông báo thì mình thấy rằng cũng không hề bị chế máy. Ngoài ra thì với việc là chạy hệ điều hành ColorOS thì nó sẽ thừa hưởng rất nhiều thứ đến từ nhà Oppo, ví dụ như là về phần camera hoặc là những cái tính năng phần mềm bên trong. Em này thì cũng sẽ có giao diện là ColorOS 13 và nó đang được tùy biến trên nền Android 13 luôn các bạn ạ. Hệ thống RAM thì nó sẽ có tổng là 8GB RAM mở rộng, tuy nhiên thì mình thấy rằng con này đã, các bạn nên tắt cái tính năng RAM mở rộng này đi, vì cơ bản ấy là với chiếc máy này RAM vật lý của nó đã quá là lớn rồi nên các bạn sẽ không cần dùng đến nữa. Còn nói đến khoản cấu hình ấy thì với chiếc máy này nó sẽ được trang bị cho mình con chip là Snapdragon 8 Gen 2. Các bạn sẽ có một cái số điểm hiệu năng mà mình nghĩ rằng là nó thuộc dạng top trong thời điểm hiện tại, 1.276.220 điểm AnTu, và cái phần CPU của nó là 259.000, GPU của nó là 576.000, thì quá thoải mái để các bạn có thể dùng luôn. Ok, và với con chip Snapdragon 8 Gen 2 mình có test thử về phần nhiệt độ khi mà chơi game thì nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 44-45 độ ở cái phần mặt trước và 42-43 độ ở cái phần mặt sau. Nói chung á, là hệ thống tản nhiệt đã được nâng cấp rồi nhưng mà cái phần mặt trước của nó vẫn sẽ hơi nóng và phần mặt sau thì nó vẫn hơi bị nóng ở xung quanh cụm camera một tí, nhưng mà nhìn chung là khá ổn với con chip có hiệu năng mạnh như thế này. Một điều mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn nữa là do em này sử dụng cái bộ nhớ trong thấp nhất là cũng là 256GB rồi nên tất cả những phiên bản của nó đều là UFS
4.0. Với chiếc điện thoại này thì mình nghĩ rằng là nếu như nó phân cấp ra và nó tạo thêm một cái phiên bản là 18128 đi và bán với mức giá đâu đó khoảng tầm là 11 triệu, 12 triệu thì mình đảm bảo luôn là nó cháy hàng luôn. Tại vì cơ bản cái UFS 4.0 và cũng như UFS 3.1 thì thực sự với cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày của mình không nhận ra được cái sự khác biệt quá lớn ở đây. Rồi, và với em này thì khi mà mình ôi sao lại đơ rồi? Đây các bạn, nó vẫn gặp tình trạng là bị lỗi phần mềm này. Gần như là đang quay review bật cái app Anatu lên mà đã bị đơ mất luôn. Ok, nếu như mà gặp tình trạng như này thì mình sẽ khởi động bằng phím nóng. Chắc là có thể là cái này là do lúc nãy mình bật cái RAM, tắt cái RAM ảo mà mình quên khởi động lại nên là nó bị đơ các bạn ạ. Many tic-tacs later. Ok, quay trở lại một chút về chủ đề. Đó là nếu như mà chiếc máy này ra phiên bản 8128 UFS 3.1 thì thực sự nó sẽ là một con máy rất là xứng đáng. Vì với cái mức RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB thì nó có thể hạ cái mức giá xuống khoảng tầm 11-12 triệu. Và như vậy thì mình tin chắc rằng với những con như là Nubia Z50 nó sẽ bị vả sấp mặt từ phần camera, từ phần mềm, từ màn hình, tất cả mọi thứ ở trên con OnePlus 11 này nó đã quá tuyệt vời rồi. Sang đây thì mình sẽ nói qua một chút về phần camera. Camera của sản phẩm này được cái phối hợp với lại Hasselblad và cái chất lượng chụp ảnh của camera sau ở trên con OnePlus 11 này thì mình thấy rằng ở trong tầm giá nó cực kỳ ngon nha. Về độ chi tiết này, khả năng xóa phông này, rồi cũng như là màu sắc của nó thì phải gọi là cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình chưa có quá nhiều điều kiện để test trên con OnePlus 11 nhưng mà mình thấy rằng là cái chất lượng chụp ảnh như thế này là nó quá xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra rồi. Và các bạn thấy rằng là những cái bức ảnh mà chúng ta chụp ảnh cây cối, màu sắc đồ ấy và thì nó được căn chỉnh màu bởi Hasselblad mà nên là cái màu sắc của nó nhìn cảm giác rất là nghệ các bạn ạ. Thực sự luôn, nền trời này rất là đẹp luôn. Kể cả là camera chính, kể cả là camera góc rộng, rồi là các bạn ca sử dụng camera zoom thì với con này mình thấy rằng cũng rất là ok. Tuy nhiên do sử dụng cảm biến lớn nên là các bạn đừng có để quá gần, mà các bạn phải để khoảng cách khoảng tầm là 20cm thì máy ra mới có thể lấy nét được. Còn nếu như bạn để quá gần thì nó sẽ bị blur nha các bạn. Rồi, với cái camera ở trên con OnePlus 11 thì mình chấm là khoảng tầm 9,5 điểm trên 10 ở trong tầm giá rồi. Thực sự là nó rất là ấn tượng. Có chăng là về khả năng quay video thì mình chưa có điều kiện test cho anh em nên là mình sẽ hẹn lại anh em ở trong video khác nhá. À quên, do thừa hưởng cái làm đẹp của Oppo nên là đây là một vài tấm ảnh từ OnePlus. Các bạn, mình phải nói thật các bạn luôn là sử dụng cái hệ điều hành ColorOS này, cái phần chụp ảnh selfie của nó đỉnh thật sự luôn. Màu da này, chi tiết này, quá ngon luôn anh em ạ. Thực sự là một cái camera selfie rất là xứng đáng. Rồi, một điểm nữa mà mình cũng muốn nói cho anh em đó chính là về phần pin. Thì em này sẽ có viên pin là 5000mAh và sẽ có sạc là 100W. Thì nói về viên pin này thì thời gian sử dụng pin của em nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 6 tiếng nếu như các bạn sử dụng và chơi game ở cái nhu cầu là trung bình cao. Còn nếu như các bạn sử dụng với nhu cầu thấp ấy thì em này có thể dùng được khoảng tầm 7 đến 8 tiếng nhé. Như mình ở đây, mình đã sạc đầy 100% pin và test sạc em này cũng như là chơi game mắc pin luôn. Thì ở đây các bạn thấy rằng là thời gian mình sử dụng là 2 giờ 54 phút và còn lại của nó đâu đó khoảng tầm là 54% pin. Như vậy là đã quá trâu với lại một chiếc máy như thế này rồi. Các bạn thấy rằng tựa game Genshin Impact chưa cả tiếng và tựa game PUBG Mobile thì cũng đã 54 phút các bạn ạ. Đó, và ngoài ra cũng có test thử một chút YouTube các kiểu mà như này thì thực sự là thời lượng pin của em này mình thấy rằng là viên pin 5000mAh của nó rất ấn tượng. Tuy nhiên thì với cái sạc 100W thì nó sẽ chưa thực sự happy cho lắm. Nếu như được trang bị củ sạc cao hơn 120, 135, 165 giống như là con OnePlus 10T thì mình thấy rằng là nó sẽ xứng đáng hơn nữa các bạn ạ. Nhưng mà dẫu sao với củ sạc 100W thì chúng ta cũng chỉ mất ở đó khoảng tầm là 25 đến 30 phút để sạc đầy mà thôi. Ok, ngoài ra thì một trong những điểm mình cũng rất thích ở trên con OnePlus 11 này đó chính là cụm loa của nó có cái chất lượng âm thanh rất tốt, âm lượng lớn, nghe rất là ấm và không có bị quá chói, chi tiết âm thanh cũng ngon. Và mình có xem thử một vài bộ phim trên YouTube và mình sẽ cho các bạn nghe thử luôn để các bạn có thể đánh giá luôn về cái chất lượng của cái cụm loa này nhá. Nhìn chung là cụm loa ở trên con OnePlus 11 này thì mình thấy cái chất lượng loa kép của nó khá là ổn. Loa trên thì nó khoảng tầm 6-7 phần so với loa dưới và thực sự là với một chiếc điện thoại có hệ thống loa kép như này thì khá là ok rồi. Tổng kết lại thì với OnePlus 11 nếu như mà nó được bán ở mức giá đâu đó khoảng tầm là 14 củ khoai
thì đây vẫn là một em điện thoại có con chip Snapdragon 8 Gen 1 được tối ưu hóa tốt này. Các bạn sẽ có camera ngon, các bạn có một thời lượng pin ngon, phần mềm được tối ưu hóa cực kỳ ngon và cũng như là sạc của nó rất là nhanh các bạn ạ. Gần như là con này thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể chê được, tại vì cơ bản là nó gần như đã hoàn hảo ở rất là nhiều các khía cạnh rồi. Vậy thì với tầm giá 14 củ, các bạn nghĩ rằng là con OnePlus 11 này nó có thơm và ngon hay không? Và với con chip Snapdragon 8 Gen 2 màn 2K mà giá rẻ như này thì các bạn có mua nó hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.